Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu Tư Tiền Điện Tử. Em là Phong đây, và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại đây để tiếp tục ở trong ngày 15 tháng 9 năm 2022 phân tích và nhận định những cái chuyển biến tiếp theo của thị trường, và đặc biệt là đối với Bitcoin và Ethereum nha anh chị nha. Và chị thấy được là đến thời điểm hiện tại thì sau cái dịp đẩy của chúng ta trong những ngày trước thì khu vực 236 và 382 của Fibonacci thoái lui, nó có đã không kìm chân được cái lực bán sinh ra ở trong ngày hôm đó nha anh chị nha. Và chúng ta đã chạm và cũng như là đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang gọi là lờn vờn ở quanh khu vực là 0.618 20.100 đô. Và liệu trong thời gian tới chúng ta sẽ có những chuyển biến ra sao thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật đến anh chị. Thì trước khi đi đến với những nội dung tiếp theo video ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến anh chị một tí về cái tính năng là copy trading ở trên sàn giao dịch Bybit nha anh chị nha. Và anh chị thấy được đây là một cái tính năng rất là hấp dẫn mà sàn Bybit vừa làm được cái tính năng này ở trong cái thời gian vài tháng qua, và họ phát triển rất là tốt và cũng như là kéo được rất là nhiều những cái chuyên viên về giao dịch, những cái trader giỏi và cũng như là có cái khả năng mang lại lợi nhuận tốt dành cho những anh chị em nào không có nhiều thời gian để mà trade future, long short nó rất là tốn thời gian, thì anh chị cũng có thể là nghiên cứu ở sàn giao dịch Bybit nha anh chị nha. Và nếu như anh chị chưa có tài khoản thì anh chị cũng có thể là đăng ký ủng hộ team bằng cái link để ở dưới phần mô tả của video này. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị, chỉ là vài ly cà phê và tách trà thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với biểu đồ của Bitcoin và chúng ta thấy được là có một cái điều đang diễn ra ở đây. Và nếu như anh chị nhận ra được là trong cái thời gian vừa qua, sau cái cú xả từ cái ngày là 13 tháng 9 đến thời điểm hiện tại thì cái lực xả bắt đầu bị giảm xuống, tức là chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự cạn kiệt về volume bán ở trên thị trường nha anh chị. Và cùng với quan điểm đó, nếu chúng ta check những cái thông tin ở trên cái trading line, chúng ta thấy được là đến thời điểm hiện tại, và đây là cái khu vực khung thời gian là 4 giờ, và anh chị thấy được là cái lực bán nó rất là bé và nó chỉ neo một ít ở cái khu vực là khoảng 20.500 đô thôi. Và ở cái khu vực hiện tại thì cái lực mua nó cũng không nhiều, và đối với cái chỉ báo CVD ở trên trading line, nó báo hiệu cho cái dòng tiền cái lượng tiền bơm vào thị trường phái sinh, thì anh chị thấy được là trong cái thời điểm vừa qua á, thì cái lượng tiền bơm vào để kích long lên nó cũng biểu thị bằng biểu đồ rất là tốt. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là sau sự điều chỉnh và chúng ta có sự sideways, tức là dòng tiền bây giờ nó đang nằm ở giai đoạn là giữa tuần và chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta bước vào cuối tuần. Và đây cũng sẽ là cái tín hiệu cho thấy là anh chị nên cẩn thận hơn, và rất có thể là trong cuối tuần này chúng ta sẽ thấy được những cái sự sideways lên xuống ở cái khu vực 0.618 cho đến là khu vực sâu nhất là 19.500 đô. Và 19.500 đô đó là cái khu vực mà cái đáy cũ của cái mô hình sideways trước đó nha anh chị nha. Đây cũng sẽ là một khu vực hỗ trợ rất là đáng để chúng ta phải quan tâm. Và anh chị thấy được là nếu mà chúng ta nhìn lại ở khung thời gian là 1 giờ, khung thời gian 1 giờ anh chị ha, thì trước đó nó thả một cái râu là khoảng 19.833, thì có rất là nhiều cái lượng long được kích vào đây rất là nhiều anh chị ha. Và sau đó thì sao? Sau đó thì anh chị thấy được giá cả tiếp tục vòng xuống, và cái lần vòng xuống này nó chạm vào 19.500 đô. Và đến cái khu vực này á, nếu mà anh chị nhìn trên con class, chúng ta thấy được là gì? Khi mà cái cú vòng xuống này này anh chị nè, em sẽ bật về 1 giờ để anh chị dễ theo dõi ha. Khi mà cái cú vòng xuống này thì có phải là nó đã quét đi một cái lượng lớn thanh lý long không anh chị? Ở đây là khoảng 18 triệu đô, một con số quá là lớn luôn. Và thời điểm hiện tại khi mà anh chị trade á, thì anh chị phải cần hiểu là á, cuối tuần volume không nhiều thì cá nó càng dễ là gọi là đạp lên đạp xuống, đạp lên đạp xuống, để anh chị có thể là bị kéo lượng thanh lý đi. Cho nên là chúng ta nên chờ hoặc là chậm lại một tí để mà chúng ta đánh những cái đòn bẩy nó vừa phải thôi. Và cái mục tiêu ở trong thời gian tới, ở trong thời gian ngắn hạn, thì em vẫn nghĩ là nó sẽ có một cú bơm. Bởi vì sao? Chúng ta vừa mới thấy được là chúng ta có cú bơm này là trước tin tức về CPI đúng không ạ? Anh chị để ý nha. Chúng ta có cú bơm trước tin tức CPI, và khi mà CPI ra, chúng ta có sự rơi giá. Và bây giờ chúng ta còn một cái tin tức nữa, đó là vào ngày 21 tháng 9 ha, 21 tháng 9 chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến lãi suất của Hoa Kỳ. Và ở đây chúng ta hãy đọc tóm tắt qua một vài cái nội dung như sau. Thì hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Fed cho biết là lãi suất sẽ cần phải tăng thêm và duy trì ở đó một thời gian nữa để tạo niềm tin rằng lạm phát có thể là giảm xuống cái mức mục tiêu là 2% của ngân hàng trung ương. Thì cái vấn đề mà đang 8.3% mà về 2% nó rất là căng luôn anh chị, và cái thời gian nó phải trải dài ra. Và ở đây họ cũng có một cái ngụ ý là hợp đồng tương lai của Fed ngụ ý cho các nhà đầu tư đang định giá có hơn 81%, có nghĩa là có hơn 81% là khả năng xảy ra cái đợt tăng là 75 điểm cơ bản vào tháng 9. Đây sẽ là một cái điểm rất là xấu đối với thị trường tài chính nha anh chị nha, không chỉ riêng là crypto. Và cái kịch bản khi mà em nói cái vấn đề này ra là gì?
khi mà anh chị thấy được là trước khi tin tức ra nó được bơm lên, CPI ra nó giảm xuống, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là rất có thể là nó sẽ bơm một lần nữa. Bơm một lần nữa để làm gì vậy anh chị? Bơm một lần nữa để mà thúc đẩy tin tức, thúc đẩy giá trước khi cái tin tức về lãi suất ra. Và khi mà nó đẩy như vậy á, thì anh chị sẽ thấy được là FOMO và FOMO, rất là nhiều người vào đây lo, rất là nhiều người vào đây lo. Lo nhiều thì cá nó sẽ có cơ hội để nó quét khi mà tin tức ra, nó hợp thức hóa tin tức và nó sẽ. Thì đó là cái điều mà market maker, mà những cái sàn giao dịch hay là những nhà cái họ đã làm rất là nhiều lần rồi. Và đây sẽ là cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ trong thời gian tới trước khi anh chị ra những cái quyết định long hay short nha anh chị nhé. Rồi thì đối với Bitcoin ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn sẽ trông chờ một sự sideways tích lũy ở đây. Và kèm theo đó là nếu như ở trên thị trường phái sinh, cái dòng tiền bơm vào thị trường phái sinh nó được tăng lên. Ở đây thì anh chị thấy được là bây giờ nó cứ lăn quanh, nó sideways luôn rồi anh chị ạ. Nó chưa có cái chuyển biến nào cả. Thì chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ có một cái cú bơm lên cùng dòng tiền phái sinh, cùng với dòng tiền ở trên thị trường spot để kéo Bitcoin tăng lên và cũng như là đạt đến những cái mức TP mà chúng ta quan tâm, đúng không? Thì ở khu vực giá này á, thì anh chị nên chờ chúng ta có một cái tín hiệu break ra khỏi ít nhất là 20.500 đô. Đó thì chúng ta sẽ có một cái điểm, một cái vị thế long nó tốt nhất nha anh chị nha. Bởi vì sao? Vì á, là nếu như mà nhìn ở trên trading line thì cái tường bán là ở 20.500 đô. Tức là rất là nhiều người đang mong chờ giá lên trên này để short. Rất là nhiều người đang mong chờ giá lên trên này để short, cho nên là anh chị phải cẩn thận. Chúng ta cần phải phá vỡ ra ha. Chúng ta cần phải phá vỡ ra để xác nhận một cấu trúc tăng, phá vỡ ra một cây nến thật là xanh như thế này, volume thật là cứng. Đó thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta đi vào một cái xu hướng tăng tiếp theo ở trong ngắn hạn. Còn đối với thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang sideways và chúng ta chưa có nhiều cái dữ kiện tiếp theo để phân tích, cho nên là chúng ta tạm thời là phân tích như vậy nha anh chị nha. Và cũng như là em muốn nhắc đến anh chị một điều là tất cả những nội dung mà tụi em truyền đạt, truyền thông ở trên YouTube, Telegram hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác thì đều không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị. Và anh chị nên cân nhắc và tự đưa ra cái quyết định của chính bản thân mình. Và Bitcoin là như vậy, thì bây giờ chúng ta hãy xem qua một tí về Ethereum. Thì trong cái buổi sáng hôm nay thì chúng ta thấy được là The Merge đã hoàn thành. Và khi mà tin The Merge ra thì anh chị thấy được là nó cũng có một cú bơm lên, nhưng mà nó có một cây nến 1 giờ khá là hấp dẫn anh chị, nó quét hai đầu luôn. Đây là cái cây nến mà chắc hẳn là anh chị nào mà đang trade ở trong sáng ngày hôm nay thì rất là khó chịu luôn. Nó quét lên, nó quét xuống, nó giật hai đầu và bây giờ nó vẫn đang giảm. Bởi vì sao? Chúng ta cần phải hiểu là đối với Ethereum thì nó đã tăng x2, có nghĩa là rất là nhiều người lời rồi, và kịch bản của chúng ta là vẫn sẽ thấy nó giảm ở trong thời gian tới. Có thể là nó hồi lên đi, nhưng mà nó sẽ không thể tăng cao. Và chị thấy được là tin tức ra rồi, tại sao không bơm? Bởi vì nó bơm trước tin rồi, bơm trước tin rồi thì bây giờ là lúc để cho nhà cái nó sẽ hàng. Và những anh chị nào đã mua những cái vùng giá trên cao này thì cứ đợi đợi đến khi nào mà uptrend lên thì nó đẩy lên, hoặc là trong thời gian tới nếu may mắn có cú hồi thì có thể là thoát hàng anh chị ha. Còn cái mục tiêu đối với Ethereum ở trong ngắn hạn vẫn sẽ là đi xuống, vẫn sẽ là đi xuống. Và những cái mốc như chúng ta đang thấy trên màn hình là khoảng 1.200, 1.100, và sâu nhất hiện tại đối với cái range giá kỳ trước là khoảng 1.000 đô. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đến Ethereum hiện tại, dù là nó chuyển qua Proof of Stake hay không không quan trọng, nhưng mà cuộc chơi vẫn là tiền anh chị. Tiền mà, chứ không liên quan gì đến là nó làm được hay không, không quan trọng. Quan trọng là khi mà có dòng tiền bơm hay không thì nó mới tăng, còn không có dòng tiền khi mà họ chốt lời thì bắt buộc nó phải rơi thôi. Thì đó là cái điều khá là bình thường và chúng ta cần phải xem xét thật kỹ. Nếu như trong thời gian tương lai mà chúng ta gặp những cái tình huống như thế này thì chúng ta cần phải cảnh giác nhiều hơn nha anh chị nha. Đó thì đối với ETH chúng ta vẫn sẽ có những khu vực hỗ trợ, đầu tiên là 1.4.618, khu vực hiện tại cũng là 0.618 luôn, ở range giá khác đó là khoảng 1.600, rồi cái vùng sâu hơn như là 1.200, 1.100 và 1.000. Thì đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ quan tâm sau nếu như Ethereum nó phá vỡ 1.400 ha. Đây, 1.400 vẫn sẽ là mốc hiện tại rất là quan trọng đối với Ethereum. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem qua thằng đàn anh của nó một tí, đó là US100, thử xem là Nasdaq chứng khoán Mỹ trong thời điểm hiện tại như thế nào. Cũng tăng ngày hôm vừa rồi thì anh chị thấy là gì? Nó chạm kháng cự, đạp xuống, đạp 0.382, đạp 2.36 và đạp luôn cả quick click low. Và volume ở trong ngày hôm nay thì cũng đang từ chối với quick click low nha anh chị nha. Và đây sẽ là một tín hiệu không hề tốt một chút nào đối với US100. Đối với US100 là hiện tại là như vậy. Và chúng ta cần phải có thêm nhiều cái dữ kiện nữa trong tuần mới. Bởi vì cuối tuần rồi thật sự là volume sẽ rất rất là thấp luôn anh chị. Rất là thấp luôn, nhưng mà em vẫn nghĩ là nó sẽ được đỡ. Bởi vì hiện tại chúng ta cũng đang có một cái khu vực hỗ trợ, khu vực hỗ trợ trước đó nha anh chị nha. Để em sẽ kéo cái khu vực hỗ trợ này ra để chúng ta cùng xem. Thì đây, thì anh chị thấy được là đây là khu vực hỗ trợ ngày.
khu vực chỗ hỗ trợ ngày ha. Đó thì khi mà anh chị thấy là nó chạm xuống thì nó hồi lên, thì đây sẽ là cái khu vực rất là quan trọng cho thấy là nếu thời gian tới ở khu vực này có cái sự điều chỉnh tiếp, từ chối tiếp và đi sâu hơn, có thể là chúng ta sẽ quét thanh lý ở dưới đây nha anh chị, khoảng 11.900 điểm. Khi mà nó quét xong thì có thể là chúng ta sẽ thấy được cái sự hồi nó mạnh mẽ hơn. Thì đó là những cái điều mà đối với US100 hiện tại em đang nhìn nhận, thì em thấy được là đối với cái cú rơi nhanh và sâu cỡ này á, thì thường là chúng ta nên chờ đợi là có một cái tin tức là nó sẽ có sóng hồi lên đó. Và giống như những lần trước thì anh chị thấy được là khi mà rơi xuống mạnh thật mạnh nó hồi lên, thì chúng ta sẽ chờ đợi trong tuần tới á, khi mà nó sideways ở cuối tuần và sang tuần mới nó boom, thì đây sẽ là tín hiệu cực kỳ tốt đối với crypto luôn nha anh chị nha, chứ không phải là riêng mỗi Nasdaq không. Thì đó là cái vấn đề liên quan đến chứng khoán Mỹ. Thì chúng ta hãy xem qua một tí thông tin cuối nữa liên quan đến DXY, chỉ số sức mạnh của đô la. Chỉ số sức mạnh đô la thì anh chị thấy rồi, thì đối với chỉ số sức mạnh của đồng đô la thì ngày hôm trước ở khung 4 giờ chúng ta thấy được là có tín hiệu hồi, và nó hồi mạnh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều anh chị. Nó phá ra cả EMA 50 và bắt test một lần nữa, và hiện tại đang loanh quanh ở khu vực này. Và nếu như ở trong những tuần tới á, mà cái tin tức về CPI như thế này, và cũng như là cái vấn đề liên quan đến lãi suất, khi mà họ nói là sẽ có thể xảy ra rất là cao cái vấn đề là tăng 75 điểm cơ bản về lãi suất ha, lãi suất vay á, thì đây sẽ là một cái vấn đề cho thấy là DXY hiện tại chỉ đang nguội nhẹ lại ở trong thời gian ngắn hạn thôi, nhưng mà nhìn về mặt dài hạn thì khả năng nó vẫn sẽ rơi. Thì cây nến tuần hiện tại thì nó không chạm tới luôn, nổi cái daily close luôn anh chị, 106 điểm thì nó không chạm tới luôn, mà nó còn đang tiếp tục tăng nha anh chị nha, nó đang tiếp tục tăng. Thì khi mà DXY tăng thì anh chị sẽ biết được là crypto hay là chứng khoán hay là bất cứ những cái gì liên quan đến thị trường tài chính đều cắm đầu cả. Và đây là cái dự báo của em, cái dự báo của em cuối cùng dành cho anh chị. Và chị nên nhớ là thời điểm hiện tại thời điểm do dự vì cuối tuần, cho nên chơi ngắn hạn thì cũng hãy cẩn thận. Còn anh chị nào muốn gom hold spot đó, thì hãy đợi những cái mức giá sâu hơn, ít nhất là dưới 17.000 đô, thì đó sẽ là cái vùng giá có anh chị đẹp cho anh chị. Còn bây giờ anh chị mua thì nó cũng cũng đẹp, thực sự là cũng đẹp, 20.000 đô là quá đẹp rồi. Nhưng mà để mà tính cái đường dài hơn thì chúng ta cần phải đợi những cái mức giá điều chỉnh sâu hơn, bởi vì tin tức từ giờ đến cuối năm vẫn còn đang xấu, chưa có một cái tin tức nào tốt để mà cho thấy thị trường có thể là phục hồi mạnh ở thời điểm hiện tại. Và vừa qua thì em đã cập nhật nhanh chóng đến chị những cái thông tin chính của video ngày hôm nay, và rất là mong là anh chị thời điểm tới hãy cẩn thận ở cuối tuần, luôn luôn là những cái bẫy nha anh chị nha, hãy cẩn thận ở trong cuối tuần, đừng quá vội vàng và đưa ra những cái quyết định nó chính xác hơn, nó an toàn hơn, và cũng như là luôn luôn đặt SL làm cái dây an toàn cho chúng ta trong chuyến hành trình kiếm tiền nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này, và nếu như anh chị thấy video này mang lại những cái điều bổ ích để anh chị có thể là tham khảo giải trí, thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh phát triển trong thời gian tới anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.